Xin kính chào quý vị và tất cả bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Và ngày hôm nay thì Quyết sẽ cập nhật cho mọi người chi tiết về khuyến mãi và cũng như giá bán của chiếc xe Camry năm 2020 với cả hai phiên bản là Camry 2.0e, xin lỗi mọi người, 2.0G và phiên bản Camry 2.5Q. Vậy mức giá bán ở hiện tại thì đối với hai phiên bản này ra sao, và Quyết sẽ cập nhật nhanh cho mọi người những option đáng tiền của trên chiếc xe này. Trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Đầu tiên thì Quyết sẽ nói cho mọi người về khuyến mãi. Với phiên bản 2.0G thì chúng ta có mức giá bán là 1.029.000.000 và phiên bản 2.5Q có mức giá bán là 1.235.000.000. Với cả hai phiên bản này thì hiện tại thì phiên bản Q thì chúng ta đang có mức khuyến mãi lên tới khoảng hơn 40.000.000 đồng. Với những mức giá ví dụ như là bao gồm cả khuyến mãi về tiền mặt, chúng ta còn được tặng thêm cả bộ dán phim cách nhiệt này, trải sàn da. Như mọi người nhìn thấy ở đây thì khách hàng của Quyết đang chuẩn bị là dán phim. Hiện tại thì đây là phim chúng ta chưa được dán. Vậy thì phim cách nhiệt sẽ giúp việc mà chúng ta chống được tia UV, chống được nóng lên tới khoảng 40%, giúp cái việc mà chúng ta tiết kiệm được nhiên liệu và cũng như là giảm thải được cái khí thải về ô nhiễm môi trường do các cái tác động từ ánh sáng mặt trời. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được thêm trải sàn da nữa để chống nước. Thì ví dụ như là mọi người biết được là ở dưới cái sàn da của sàn nỉ của chiếc xe Camry ấy, nếu mà đổ nước vào thì nó, nhất là trời ở Hà Nội hoặc là ở các tỉnh miền Trung thì nó sẽ rất là hôi. Nhưng đại lý đã sẽ bọc toàn bộ bằng da cho mọi người để mọi người có thể lau chùi một cách rất là dễ dàng. Với phiên bản 2.0G thì đang được khuyến mãi với trị giá là khoảng 35-40.000.000 đồng. Thì cụ thể như thế nào cũng tương tự như phiên bản 2.5Q thì mọi người hãy gọi điện vào hotline hoặc đăng ký ở form Google Doc để đội ngũ có thể tư vấn được chi tiết cho mọi người. Nghĩa là phiên bản 2.0G cụ thể chỉ còn mức giá bán mọi người là 1.029.000.000 trừ đi 35-40.000.000 thì chúng ta chỉ còn chưa tới 1.000.000. Thực sự đây là con số rất đáng kinh ngạc khi mà chúng ta sở hữu được rất là nhiều các tính năng. Một lát nữa tôi sẽ chia sẻ cho mọi người với phiên bản khác nhau những cái gì. Với phiên bản G mọi người biết rồi, 1.235.000.000 chúng ta giảm đi được từ 35-40.000.000 đồng thì chúng ta đã chỉ còn khoảng 1.200.000 thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta đã sở hữu được phiên bản full option rồi. Với full option là như thế nào? Chúng ta sẽ có một bộ đèn full LED toàn bộ, cảm biến 6 cảm biến góc, cả hai phiên bản đều có. Ngoài ra chúng ta còn có gì ạ? Chúng ta có một bộ gương tích hợp trên đó là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Một bộ gương được thiết kế với RCTA, với đèn LED và mạ chrome ở phía bên cạnh. Mâm xe hai phiên bản lần lượt là 17 và 18 inch, giúp chiếc xe thể thao và với bộ mâm Bridgestone. Toàn bộ các đường kính của hai phiên bản đều được mạ chrome từ đầu cho đến cuối, với mức tiêu hao nhiên liệu của hai phiên bản chỉ tới từ 6 lít cho đến 7 lít. Với cả hai phiên bản 2.0 và 2.5Q, ở đây là 2.5Q, thì chúng ta đều được trang bị đó chính là tay nắm cửa mạ chrome và chìa khóa thông minh Start Top, giúp chúng ta vào xe và rảnh tay hơn. Ở trên đây thì chúng ta sẽ được trang bị đây là cửa sổ trời với phiên bản 2.5Q, phiên bản 2.0G thì chúng ta sẽ không được trang bị. Còn đối với phía đằng sau xe, cả hai phiên bản đều được sử dụng bằng LED toàn bộ ở phía đằng sau. Đó, có chữ Camry ở phía đằng sau và logo to bản. Chúng ta sẽ có 4 cảm biến góc. Đó, còn đâu tất cả hai phiên bản đều giống nhau. Mức chênh lệch giá khoảng 200.000.000 nhưng chúng ta sẽ có gì ạ? Công nghệ cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, đúng không ạ? Chúng ta có cửa sổ trời. Rồi vào bên trong xe thì chúng ta còn có được trang bị thêm những gì? Ở đây thì chủ nhân đã lắp thêm một cái mạ chrome ở phía trên này. Chúng ta sẽ được sở hữu ở bên trong xe đó chính là toàn bộ được ốp gỗ ạ. Cái việc mà ốp gỗ như này giúp cho việc mà chúng ta trở nên sang trọng hơn. Và toàn bộ hai cái màu ghế này chúng ta sẽ được lựa chọn là màu đen hoặc màu be, tùy mọi người nhá. Mọi người thích lựa chọn màu nào thì chúng ta có thể lựa chọn màu đó. Và ngoài ra thì trên vô lăng chúng ta sẽ được vô lăng 3 chấu bọc da mạ bạc cực kỳ đẹp mắt. Với nút bên phải chúng ta sẽ là đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, hay bên tay phải đó là Cruise Control, điều khiển kiểm soát hành trình. Với phiên bản 2.0 thì chúng ta chỉ có điều chỉnh được màn hình đa thông tin ở phía bên trong mà thôi. Với phiên bản 2.0 hay 2.5 thì đều được trang bị chống đèn tự động bật tắt và điều chỉnh gạt mưa tự động. Với gương chống chó tự động được trang bị trên đây, rất nhiều các option. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là phiên bản 2.5Q, chúng ta sẽ sở hữu màn hình đầu DVD 8 inch và có tích hợp vệ tinh dẫn đường với các loa JBL cực kỳ cao cấp ở trên các phiên bản. Nói đến phiên bản 2.5Q thì chúng ta không thể nói tới các phụ kiện
các option đi kèm, ví dụ như là nhớ ghế hai vị trí, cục gương khi lùi, và chúng ta sẽ được trang bị thêm ở phía đằng sau dành cho ghế hàng ông chủ, đó chính là một tựa tay ở phía đằng sau. Với phiên bản 2.0G thì chúng ta sẽ không có, nhưng 2.5Q thì chúng ta sẽ có ngả lưng này, điều chỉnh quạt nhiệt độ điều hòa. Tại vì đối với phiên bản 2.5Q thì chúng ta sẽ có 3 vùng độc lập. Có, chúng ta sẽ có rèm chống nắng ở phía bên hông, rèm phía đằng sau, và rất nhiều các trang bị option đi kèm ở phía đằng sau nữa. Thì thực sự đây là một hàng ghế ông chủ cực kỳ tuyệt vời. Đấy là những cái sự khác biệt giữa hai phiên bản. Và tất nhiên rồi, chúng ta bỏ ra 200 triệu thì đây là con số hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nếu mọi người sử dụng chức năng với phiên bản 2.0G, tiết kiệm được hơn 200 triệu mà chúng ta vẫn sở hữu được động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và một khu bộ khung gầm làm nên thương hiệu của chiếc xe Toyota Camry năm 2020. Với Phúc Họa D thì chắc chắn rồi, Camry luôn luôn là một trong những cái dòng xe mà bán chạy nhất. Vậy nên là phải chăng là đây là cũng là một cái sức hút không hề nhỏ dành cho quý vị tất cả các bạn. Và nếu các bạn đang quan tâm đến Camry năm 2020 thì hãy vui lòng gọi điện vào hotline, Quyết sẽ để link ở phía bên dưới, hoặc mọi người đăng ký vào form Google ở phần mô tả để đội ngũ có thể tư vấn được cho mọi người. Và hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho quý vị các bạn. Và nếu mọi người mua những chiếc xe của Toyota, đừng quên rằng hãy gọi điện vào hotline để ủng hộ đội ngũ bằng cách thứ nhất là đội ngũ sẽ ra được nhiều clip hay hơn, và thứ hai là hãy đăng ký kênh của đội ngũ nếu mọi người cảm thấy video hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.